Xin chào các bạn, Ami rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình tạp chí thiếu nhi hôm nay. Các bạn thân mến, giáo dục giới tính cho học sinh là một phần của giáo dục sức khỏe, thể chất và tinh thần, một nội dung quan trọng của giáo dục gia đình, nhà trường và xã hội. Khuynh hướng phát triển sớm của trẻ ngày càng tăng, nhất là tại các thành phố lớn hiện nay, kéo theo nhu cầu giáo dục giới tính càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Nhưng có một vấn đề lớn đặt ra cho các phụ huynh là nên bắt đầu giáo dục giới tính từ độ tuổi nào và đâu là kiến thức hợp lý nhất để truyền tải cho con theo từng độ tuổi đó. Giáo dục giới tính vẫn luôn là một chủ đề được các thầy cô và phụ huynh quan tâm chú trọng, bởi lẽ những tiết học này góp phần không nhỏ tới sự phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần của học sinh. Giáo dục giới tính giúp các em học sinh hiểu thêm về cơ thể mình và sự khác biệt với bạn khác giới. Giáo dục giới tính giúp các em có thêm kiến thức, hiểu biết toàn diện về các vấn đề cơ thể mà mình gặp phải, sự thay đổi tâm sinh lý, từ đó biết cách phòng tránh và giải quyết các vấn đề. Giáo dục giới tính được chú trọng ở các trường học, được lên kế hoạch về các kiến thức theo lộ trình hợp lý, tùy theo độ tuổi của các em. Ngay từ bậc tiểu học, giáo dục giới tính đã rất được quan tâm, tuy nhiên chỉ nên ở một mức độ vừa phải, đủ để các em hiểu được. Đến giai đoạn tuổi vị thành niên thì khác. Đây là giai đoạn mà các em thực sự cần hiểu rõ về cơ thể, nên các bài học có thể đi sâu hơn và chi tiết hơn. Việc giáo dục kỹ năng cũng là một cái rất là quan trọng và cần thiết đối với các em. Bên cạnh cái việc là tham gia các phong trào ở trường để rèn các kỹ năng cho học sinh, thì cái công tác chủ nhiệm ở lớp cũng là một cái việc làm mà thường xuyên và nó cũng chiếm rất là nhiều thời gian. Ví dụ như các em đến bây giờ là cái lứa tuổi dậy thì là có những cái đặc điểm tâm sinh lý khác thường, rồi các em muốn thể hiện bản thân các em giữa cái giai đoạn người lớn và trẻ con, cho nên là đôi lúc trong cái tâm tính của các em nó cũng có một số cái thay đổi, thì mình phải sao sát, phải thường xuyên là uống nắng nhắc nhở để cho các em là điều chỉnh bản thân từng ngày, chứ không phải là đơn thuần chỉ là cái việc dạy ở trên lớp thôi. Mục tiêu của giáo dục giới tính là giúp trẻ sống đúng với giới tính của mình, đặc biệt là giáo dục các em biết trân trọng giá trị của bản thân, từ đó biết quý trọng người khác. Trẻ hiểu bản thân, giới tính của mình mới biết bảo vệ mình khỏi những cám dỗ, xâm hại bên ngoài, cũng như biết tôn trọng thân thể người khác. Đó chính là quá trình giúp các em hoàn thiện nhân cách an toàn cho bản thân. Học sinh tiểu học bắt đầu làm quen với giáo dục giới tính qua sách giáo khoa khoa học lớp 5. Các em cũng được học về cơ thể người, về trứng, tinh trùng, về bào thai. Tuy nhiên, việc có đưa chương trình giới tính lên sớm hay không vẫn có nhiều luồng ý kiến khác nhau. Nhưng phải thừa nhận một thực tế rằng, điều kiện dinh dưỡng ngày càng tốt hơn cộng với tác động của nhiều yếu tố xã hội mà tỷ lệ các bé dậy thì sớm ngày càng tăng lên. Bên cạnh đó, còn có một số phụ huynh và các giáo viên vẫn còn e ngại và lúng túng khi đề cập đến vấn đề này. Nhiều cha mẹ còn cho rằng đây là điều tế nhị và tự biết. Nếu nói ra thì giống như vẽ đường cho hươu chạy, nên họ sẽ không bao giờ nói ra các vấn đề này với con mình khi còn là học sinh tiểu học. Ở trường tiểu học Kim Đồng, thành phố Tam Kỳ, các em đã được làm quen với các tiết học giáo dục giới tính hết sức sinh động theo dự án 5 ngón tay an toàn. Đây là dự án về giáo dục giới tính, được lấy cảm hứng từ quy tắc 5 ngón tay dạy con tránh bị lạm dụng tình dục. Khi tham gia dự án, các em được hình thành cả về kiến thức lẫn kỹ năng để có thể tự bảo vệ bản thân mình. Một cách tự nhiên, các em tự ý thức được về các mối nguy, về giới hạn của sự đụng chạm, biết lên tiếng trước những tình huống không an toàn. Qua các tiết học mà giáo dục giới tính thì con biết là mình sẽ bảo vệ bản thân mình bằng cách là sẽ là tránh xa những người lạ, những người mình không tin tưởng. Nếu người lạ đó mà rủ mình đi chơi hoặc là người lạ nó chở mình về giúp ba mẹ của mình, thì mình, nếu đó là người quen thì mình có thể là mình ngồi lên xe và mình đi với họ, nhưng đối với người lạ thì mình không nên đi với họ vì do là cái nguy cơ mà bị xâm hại á, thì hắn sẽ rất là cao.
Dự án 5 ngón tay an toàn mở ra cho học sinh cơ hội được trực tiếp tham gia vào các hoạt động, tự tìm kiếm thông tin, từ đó nâng cao nhận thức của chính mình. Công tác giáo dục giới tính không phải đợi đến khi học sinh lớn lên, bước vào các bậc học cao hơn mà ngay từ bậc mầm non, tiểu học, các kiến thức này càng cần phải được trang bị cho các em. Mỗi ngày từng chút một, dần hình thành nên kỹ năng, phản xạ của chính các em. Phòng tránh xâm hại cần phải được đi từ gốc rễ. Ở mỗi bậc học, những kiến thức đó được đưa theo vào những góc độ riêng, bằng những hình thức riêng. Và ngay cả gia đình cũng cần phải hỗ trợ, đồng hành cùng nhà trường trong hoạt động giáo dục này. Thực tế cứ diễn ra xung quanh chúng ta, có những sự việc đau lòng về xâm hại các học sinh nữ, có cả những sự việc diễn ra ngay trong khuôn viên trường học. Qua đây, chúng ta cần phải giáo dục giới tính cho học sinh để các em có thể hiểu rõ hơn về giới tính của mình, cũng như các em cần biết các cách thức chăm sóc, bảo vệ cơ thể khi các em bước vào tuổi dậy thì. Vấn đề đặt ra là đối với học sinh tiểu học, giai đoạn đầu của tuổi dậy thì, vậy chúng ta cần phải giáo dục giới tính cho các em nhưng không làm mất đi vẻ thơ ngây, trong sáng của chính lứa tuổi của mình. Đây chính là mấu chốt để giáo dục giới tính cho học sinh tiểu học là điều rất cần thiết hiện nay. Giáo dục giới tính cho học sinh là hình thành ở các em những tiêu chuẩn đạo đức của hành vi có liên quan đến những lĩnh vực riêng tư, thầm kín nhất của đời sống con người, hình thành những quan hệ đạo đức lành mạnh giữa em trai và em gái, giữa nam và nữ. Giáo dục giới tính tập trung vào khía cạnh giới tính của cá nhân, giúp cho các thế hệ trẻ có thái độ, có hiểu biết và suy nghĩ đúng đắn, lành mạnh về giới tính, cũng như biết các cách thức để tự bảo vệ mình. Cái việc giáo dục giới tính là cái việc mà trường Kim Đồng, đặc biệt là ban giám hiệu rất là quan tâm, và năm nào cũng có cái tổ chức về cái ngày trẻ em gái cũng như là giáo dục giới tính phòng tránh bị xâm hại. Riêng với chương trình lớp 5, cái thời lượng giáo dục giới tính này là cũng khoảng là cỡ 10 tiết. Thì trong đó các em được giáo dục về con người, về sức khỏe, đặc biệt là lớp 5 là cái lứa tuổi dậy thì, cho nên là trong các buổi học về giai đoạn tuổi dậy thì, rồi phòng tránh bị xâm hại, rồi vệ sinh tuổi dậy thì các em học tập rất là sôi nổi, tích cực. Bên cạnh đó thì cũng có một số bạn là cũng hơi thẹn thùng khi mà nói đến cái vấn đề của bản thân mình. Cho nên là cái chỗ này thì giáo viên cũng phải nhắc nhở là đây là cái việc tâm sinh lý bình thường, không có gì mà phải e thẹn hết. Và nếu mà có vấn đề gì mà khúc mắc không hiểu thì các em có thể tâm sự với cô lúc nào cũng được hết, hoặc là tâm sự với mẹ của mình để được hỗ trợ giúp đỡ kịp thời. Trên thực tế, cả trẻ em trai và trẻ em gái đều bị xâm hại tình dục, nhưng nạn nhân thường gặp hơn là trẻ em gái. Rất nhiều em mất cảnh giác khi cho rằng việc hàng xóm, người thân trong gia đình sẽ không lạm dụng tình dục mình. Trẻ em dễ trở thành nạn nhân của nạn xâm hại tình dục. Bởi vậy, vai trò bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em của gia đình là hết sức quan trọng. Các bậc cha mẹ phải tìm hiểu kiến thức và kỹ năng bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em để tạo ra sự an toàn cho con em mình. Các bậc phụ huynh cần lưu ý không để các con nhỏ chưa biết bảo vệ mình ở nhà một mình, ra đường ra chỗ vắng một mình. Bố mẹ cần tâm sự với con để con nói lại với bố mẹ những chuyện xảy ra với mình, hướng dẫn cho con biết cách phản ứng xử lý với sự việc, tìm cách tránh xa, gọi người xung quanh giúp đỡ. Con sẽ không lan xa cùng với người lạ và không nhận những thứ của người lạ cho, không cho người lạ vào nhà, nhất là lúc ở một mình, không ở trong phòng kín với người lạ. Giáo dục giới tính có thể dạy một cách không chính thức, có thể là cuộc trò chuyện giữa cha mẹ với con, với những chuyên gia về chăm sóc sức khỏe giới tính, giữa thầy cô giáo với học sinh. Những năm qua trong nhà trường, kiến thức về sức khỏe giới tính chủ yếu được các em học sinh tiếp cận qua bộ môn sinh học. Tuy nhiên, để công tác tư vấn, chăm sóc sức khỏe giới tính đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của các em ở lứa tuổi học sinh cần có sự chung tay từ nhiều phía. Lứa tuổi trung học phổ thông là lứa tuổi chuyển tiếp giữa tuổi ấu thơ và trưởng thành. Bước vào giai đoạn này, nhiều em học sinh đã có những rung động tình yêu đầu đời. Tuy nhiên, lứa tuổi này cũng dễ bị tổn thương nếu không được trang bị đầy đủ các kiến thức về lối sống, tâm lý, giới tính, an toàn tình dục. Vẽ đường cho hươu chạy là câu nói cửa miệng của những thế hệ trước khi nói đến vấn đề giới tính với con trẻ. Nhưng nếu vẽ đường cho hươu chạy đúng đường lại là điều nên làm cho các em ở độ tuổi vị thành niên.
Các ngành liên quan cũng đã tổ chức những hoạt động ngoại khóa như thi viết tiểu phẩm tuyên truyền, thi vẽ tranh theo lớp về nội dung giáo dục sức khỏe sinh sản, tổ chức các hoạt động truyền thông giáo dục giới tính. Nhận thức của các em về giới tính, sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục đã được nâng lên rõ rệt. Nội dung giáo dục giới tính của đề tài không chỉ tác động đến học sinh mà còn làm thay đổi nhận thức của nhiều phụ huynh, cán bộ quản lý giáo dục. Tại các vùng miền núi cao của tỉnh Quảng Nam, công tác truyền thông sức khỏe sinh sản rất được quan tâm. Với những buổi tuyên truyền như thế này, các em được trang bị kiến thức về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, mắc căn bệnh giới tính khi sinh, luật bình đẳng giới, luật phòng, chống bạo lực gia đình, luật hôn nhân và gia đình. Các em nhận thức được vấn đề nổi cộm hiện nay của đồng bào ít người là kết hôn quá sớm, kết hôn với người bà con họ hàng gần không tốt cho bản thân. Em sẽ mang những kiến thức mà em đã rút ra được để về tuyên truyền trong bản làng xóm của chúng em để mọi người không lấy vợ hoặc là lấy chồng quá sớm để mà sau này phải hối hận. Để tiếp tục giảm thiểu nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống đến năm 2020, huyện Phước Sơn tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, trong đó tập trung vào những đối tượng học sinh, vị thành niên dễ dẫn đến việc tảo hôn. Tại trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Phước Sơn, nơi nhiều em học sinh người đồng bào thiểu số đang học tập, ban giám hiệu thường xuyên tuyên truyền, giáo dục giới tính để các em hiểu và cùng tham gia vận động, tuyên truyền bạn bè, cộng đồng dân cư nơi mình đang sống, đẩy lùi tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Kết hôn quá sớm thì sẽ gây ảnh hưởng tới sức khỏe, đầu tiên là sức khỏe chúng ta vì... Qua những buổi tuyên truyền như thế này, các em học sinh đã thu nhận được những kiến thức bổ ích, từ đó có những định hướng giúp các em không bị kẹt hướng. Đồng thời, các em cũng có cái nhìn đúng đắn về tình yêu, tình dục và từ đó có những suy nghĩ, hành động tốt hơn cho bản thân, cũng như sẽ là những tuyên truyền viên cốt cán về cho bạn bè, người dân sống chung bản làng với mình.